đây là bàn lan chân của Diện Trần các bạn ạ. Khi mà mình mới bắt đầu mở ra quay video này thì cũng phải thốt lên rằng cái bàn lan chân của Diện Trần quá đẹp, thiết kế rất là tinh tế và sang trọng. Các bạn chú ý này, trên thị trường thì cũng có nhiều cái loại bàn lan chân, tuy nhiên thì nó không được đẹp như thế này. Thứ nhất là gì? Gỗ của bàn lan chân này là gỗ cẩm lai, cầm lên rất là chắc tay, rất là nặng. Nó nặng 680g và nó dài 34cm. Cái phần bánh răng này thì nó là nhựa, nhựa cao cấp. Đấy. Và cái hàng chính hãng của thầy Bùi Quốc Châu bao giờ cũng ghi là Vinamassa Bùi Quốc Châu, và có số điện thoại ở đây. Các bạn chú ý để không mua phải hàng nhái. Cái hàng nhái thì nó chỉ có hai đầu này thôi và có một thanh dài như thế này. Và gai của nó không đều như thế này. Gai nó không đều như thế này. Đấy. Và dưới này chúng ta thấy này, nó có 5 cái chân bằng cao su để đệm, mình đặt xuống cho nó êm. Và đây có thanh này giữ cho nó chắc. Đấy, mình cầm rất là chắc tay và nhìn rất là tinh tế. Thì rất là nhiều người đã đến chỗ mình đặt mua cái bàn lan chân để làm quà tặng cho mọi người. Tức là người ta thấy rằng cái đây hoàn toàn là một cái sản phẩm, một cái quà tặng rất là ý nghĩa giúp cho mọi người. Và cái tác dụng của cái bàn lan chân là gì? Là lăn tròn trên bàn chân, cẳng chân, kích thích hệ thần kinh vận động, điều hòa khí huyết mà làm ấm cơ thể của tính dương. Thì người ta ví rằng ấy, cái lòng bàn chân chính là cái trái tim thứ hai. Khi cái bàn chân mà ấm ấy, bàn chân mà khỏe thì toàn bộ cơ thể sẽ khỏe mạnh. Cái bàn lan chân này các bạn cứ để ở dưới cái bàn làm việc của mình ấy. Chúng ta vừa ngồi làm việc, chúng ta vừa lan như thế này, vừa lan massage chân như thế này. Thì các bạn đã biết rồi, tác dụng rất tốt của cái việc lan chân là nó kích thích toàn bộ các hệ thống thần kinh của cơ thể mình. Bàn chân nó rất là nhạy cảm, nó giúp cho máu huyết lưu thông này, chữa các bệnh liên quan đến nội tạng. Và trên thế giới người ta có hẳn một phương pháp là bấm huyệt massage bàn chân, người ta ví bằng bàn chân là trái tim thứ hai. Thì có nhiều người học viên đi học xong mua bàn lan chân xong người ta lăn, thì người ta bảo là đến cơ quan người ta không dám để cơ quan nữa, người ta phải cầm về, tại vì cứ để cơ quan lăn chân lại lăn ra buồn ngủ. Thế là những người mà mất ngủ ấy, thì lăn chân này giúp cho ngủ rất là tốt. Rồi có nhiều người ở các cô giáo ở các trại trẻ chữa cho những học viên, cho trẻ em ấy bị trầm cảm ấy, hoặc là bị tăng động ấy, thì người ta cũng mua bàn lăn chân này về để cho các con lăn lên bàn lăn chân. Thì khi mình lăn chân này nó cũng có kích thích lên não, tức là nó giúp cho trị những cái bệnh liên quan đến thần kinh, ví dụ như căng thẳng, stress, hoặc là tăng động, hoặc là tự kỷ, nó cũng chữa những cái bệnh đấy rất tốt. Hoặc những người bị lạnh chân đó, thì mình cứ để dưới này mình lăn ngày khoảng 10, 15, 20 phút một ngày, mình lăn nhiều lần, hoặc là cứ buổi tối trước khi đi ngủ thì mình lăn chân, hoặc là lúc mình xem tivi mình lăn. Thì cái bàn lăn chân này nó rất là tốt cho sức khỏe. Chúc các bạn thành công.